Làm thế nào để sùi màu gà không tái phát? Cần phải tránh những gì? Khi đã bị sùi màu gà, mọi người nên tuân thủ tuyệt đối phác đồ điều trị của bác sĩ, kiên trì không bỏ giữa chừng hoặc tự ý thay đổi. Trong quá trình chữa bệnh, cần làm các xét nghiệm tầm soát bệnh xã hội nói chung để tập trung điều trị cho hiệu quả. Vệ sinh vùng kín hàng ngày, đặc biệt là chị em trong những ngày có kinh nguyệt, rất quan trọng. Bạn cũng hạn chế ăn đồ cay nóng, nói không với rượu bia, thuốc lá. Bên cạnh đó, hãy kiêng quan hệ tình dục cho đến khi bệnh được chữa trị hết. Một điều cần thiết không thể thiếu để chữa bệnh sùi màu gà, bạn phải được điều trị bởi đội ngũ bác sĩ giỏi, tại cơ sở y tế chuyên nghiệp, uy tín. Như vậy thì các yếu tố khác sẽ được đảm bảo đầy đủ. Thông thường khi dùng thuốc bôi hoặc các bài thuốc dân gian, bạn chỉ có thể làm giảm triệu chứng bên ngoài da của triệu chứng sùi màu gà, chứ không hết hẳn được. Những yếu tố khiến sùi màu gà tái phát sau khi điều trị. Bệnh nhân tự ý thay đổi phác đồ điều trị hoặc ngưng giữa chừng, không tuân theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa. Các vấn đề bệnh lý như tiểu đường, tim mạch, ung thư, u nang, đặc biệt là HIV làm cho hệ miễn dịch bị suy giảm. Phụ nữ mang thai dễ bị tái phát sùi màu gà vì hệ miễn dịch cũng kém hơn so với tình trạng sức khỏe lúc bình thường. Ngoài ra, những người đang bị viêm nhiễm nam khoa, phụ khoa hay tổn thương khác quan vùng hậu môn cũng là điều kiện thuận lợi để virus sùi màu gà hoạt động mạnh mẽ trở lại. Bên cạnh đó, việc bệnh tái phát cũng liên quan đến chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, nghỉ ngơi của bệnh nhân.